Movetour đây là ngon nhất Sài Gòn đó thầy. Ừ. Hồi chiều có nhắn tin thầy trước rồi đó. Ừ, dữ không? Mì Khó TV xin kính chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại thì Mì Khó đang ở tại chùa Hoàng Pháp Trung Ương. Và tối hôm nay thì Mì Khó có mua heo hoa bê thui đến cúng dường thầy Thích Tâm Phúc. Đây là số tiền do một cái mạnh thường quân nhờ Mì Khó mua thức ăn cho thầy. Thì hôm nay thì có một nam Phật tử thì đưa tiền cho con và nói mua cái gì ngon ngon cho thầy ăn. Thì tối hôm nay thì Mì Khó cũng có mua lên thầy mấy lạng bê thui. Bê thui thì cái món cũng rất là hấp dẫn. Thì con thay mặt Phật tử thì con cúng dường cho thầy. Cúng dường cho thầy bê thui. Thì Phật tử này cũng rất là thương thầy. Dạ, con xin cúng dường thầy nha. Hạnh phúc quá, bữa nay ăn thịt dê bà con ơi. Không, thịt bê thui. Bê khui là có nghĩa là thịt bò á, bò con á hả? Dạ. Bò là bê. Dạ, bê, bê đó. Là bê. Bê. Dê giống ghê. Mà dê ăn với gì ta? Đó, có thấy nước chấm với lại rau nữa thầy. Quá trời luôn thầy nha. Dê. Dạ, quá trời. Còn nghe còn sống giống sống quá ta. Dạ không, thịt bò vậy thầy. Dê thịt bò mình đúng là ăn lẩu bò cũng ngon. Dạ. Kho cũng ngon. Rau thôi hả? Dạ, rau với lại có nước chấm đó thầy. Vì hủ tiếu bộ ăn ngộ chứ, hồi xưa giờ đâu ăn vậy chứ. Bê thui á thầy. Bê khui nhưng mình chưa ăn đâu có nước chấm mà cái nước không. Là ngộ. Có nước chấm trong này thầy. Đây nè. Có mắm nêm đó. Đây nè, phía dưới nè. Ngộ gì ta? Có mắm nêm rồi đó. Đâu ăn thử có ngon không? Đúng rồi. Chứ đâu ngon lên bàn. Mình ăn thử rồi. Đây. Thì dọn lên bàn ha. À, lấy giùm thầy cái dĩa với cái tô với đó kìa. Đổ lên cái nắp được rồi. Không ngon, để đó. Không. Đẹp. Cái này thầy phải lấy đũa đồ ăn cho nó lịch sự thôi. Không phải lịch sự thì. Dạ. Vậy đệ tử nó nghèo nó có được ăn. Nghe thầy ăn cái đó ăn làm chưa? Bê thui món cũng dê hàng tê. Dạ. Tê. Thôi mời Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch nước ăn với thầy ăn cái dĩa để cho đẹp nó cái mâm gì thầy không lấy cái mấy chén nhỏ nè anh ta không lấy ra lấy cái dĩa được rồi thì kẹp với rau thầy ăn á thầy đấy, cái tội tình đệ tử thôi mười khó nên thôi mình quay trực tiếp cho họ thấy họ thèm chơi nè mình đổ ra nè lịch sự đúng ra mình ăn bốc mới ngon á. Quá trời bốc nha. Đại cái rồi ở mà đặt quá. Bây giờ ăn bốc nó ngon hơn còn này là sao ta cái đó thì rác lên cái thịt chứ từ thôi đậu nó muối thôi không cái thính cũng phải thính đúng rồi gì không này hình như gạo rang hay sao giống khúc phiện quá rồi thầy tụng kinh với thầy ha tụng kinh rồi chúc cầu chúc Phật tử thầy vậy hả dạ Phật tử này mình bóp lên cho ngon đi dạ thì năm Phật tử này cũng rất là thương thầy ở bằng tay 5 ngón và bằng tay 2 bằng tay 10 ngón đó mình bóp lên cho ngon nha chanh coi đó đúng rồi làm thêm miếng canh hả miếng canh vô ồ dê này rồi bè này là gì hả này là gì thầy này là thịt gì bê khui non rồi thầy cầm đũa ăn cho nó sợ cái nào này chúng ta ớt nó có khế nữa nè nó ăn khế cắn ớt mà ăn nè nó ớt ăn vô đó khuê không nó có tỏi nữa nè
ăn vô cắn vô. Tỏi nè, cục cục cũng nè. Ăn kiểu này chắc mập chết thôi. Rồi, tụng kinh còi chúc Phật tử thầy ha. Để chưa mình ớp cho ngon đi. Đúng rồi. Ớp cho nó ra cái mùi vị của cái ăn mình làm nè, thầy hướng dẫn cho làm. Nè lấy tay mình bóc vậy nè. Mình đừng có móc khử được rồi. Ăn phải sạch sẽ. Thầy rửa tay chưa thầy? Chưa. Ôi rửa tay nãy giờ mình mới đi tiểu vô nè. Ăn mà còn sợ dơ thì sao mà ăn sống lâu, ăn lông ở lỗ rồi nào giờ. Rồi chúng ta trời ơi. Tụng kinh. Ngon dữ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yakavali pahapula puli pulenti sakalang ai vamai tunang bai tang ubakapati kitang bai tang tumhang kipamai vasmi sato sape pulento sankapo chantho panajaso yakha sapi tiyo vivas santu sapalo kovena saptoma te wat antarayo sukhi kayuko kawa kiwa kanasili chani ching kota vajayino chatalo khamma wat tham ayubano sukhang palang Anjali satuk, Anjali satuk, Anjali satuk. Bóc một miếng thịt nguyện dứt cái ác. Bóc miếng hai nguyện dứt thiện. Bóc cục thịt thứ ba nguyện dứt cái ác. Ngũ quán khứ nhất kể công nhiều hay ít mà so với người Phật tử đến cúng dường. Xét đức hạnh của mình thiếu mà khọ tất cả các vật dụng của thế gian mà ăn. Quán thứ ba ngừa tham sân si là cội gốc. Quán thứ tư chính là hủy khúc hay để chữa bệnh thư gầy. Quán thứ năm đều vì thành đạo nghiệp mà có cơm này. Quán từ lúc tôi sinh ra ăn thịt động vật, khi chết đi tôi thành Phật tôi cũng ăn thịt. Thịt là nuôi khăn khể để tôi sống thành Phật. Xin mời chúng ta đậu. Còn chúc Phật tử gì không? Chúc Phật tử gì không? Rồi chúc Phật tử lúc nào cũng an khang thịnh vượng, tâm Bồ Đề kiên cố, cúng dường cho thầy no để thầy thành Phật, thầy độ lời cho Phật tử và cầu miệng Phật tử cúng mỗi ngày, ngày ba hai cử cho đại đức hên phúc ăn ăn những cái loài khú vật ngon nhất thế gian mà người đời nhà giàu mà muốn ăn cũng không có, mà nhà nghèo thì mơ cũng không xong. Chỉ có mình đại đức là những gì vật quý giá nhất, ngon nhất, vật hiếm nhất mà đại đức được ăn. Dạ. Vô. Rồi Phật tử cảm ơn. Thầy ăn ngon quá. Ngon chứ. Số dắt không thầy? Đó, rau nó được kẹp miếng thịt chứ. Thịt gì hay? Thịt bê à? Thịt dê. Ăn thịt dê rất quen, cứ như dê vô hoài. Thịt dê, thịt bê. Bê thui. Ngon rồi. Quá ngon. Ai mà thấy hay ăn không thèm nữa thôi. Các con phải nhìn thầy ăn này con. Chứ các con đừng thèm những miếng. Con mua cho thầy mà con thèm luôn đó thầy. Sao mà được ăn. Người mua thấy không, nó nhiễm nước miếng nó đi ha, nó chịu không nổi. Tội em Phật tử này gửi cho thầy miết luôn á. Toàn tiền để bà nào con mua món khác cho thầy ăn nha. Thì thông qua cái kênh Mười Khó á, giờ thầy khuyến khích những ai nuôi chó như mèo. Giờ mình nhịn cho chó cho mèo để cho thầy ăn sướng hơn. Cho ông Phật, cho ông Tăng ăn có cước hơn mà cho chó cho mèo. Tối ngày cứ đi mua đồ vật thực cho chó cho mèo cho chim cho cu ăn. Cho ông Thư ăn đi, ông có sức ông tu, ông độ cho chúng sanh, ông cầu bệnh cho chúng sanh không còn bệnh virus nữa. Không còn corona. Em Phật tử nói ai mà mạnh khỏe thì cả thế giới đều mạnh khỏe.
con thầy bệnh chúng sanh bệnh theo, con thầy chết chúng sanh chết theo. Em Phật tử nói rất quý thầy nha. Nói thì cũng mong thầy là độ cho mấy làm ăn phát đạt để mấy có tiền cúng cho thầy, mua thức ăn cho thầy. Mười khó chỉ là cái cầu nối thôi. Dùng tiền của Phật tử gửi đến thì mua cho thầy thôi. Người góp tiền, người góp sức thôi ha. Thầy cũng nhận như thế nào thầy? Lần đầu tiên thấy ngon như thế này. Ngon à? Ngon. Lần đầu tiên thầy ăn à? Lần đầu tiên anh về khui á. Không biết Phật tử có ý tưởng hay quá. Phật tử này chắc nuôi chó mèo dữ lắm. Bữa nay cho mấy con chó mèo không đói hết mấy con hàng. Đúng không con? Không, Phật tử nuôi thì nuôi chứ mà cúng dường cho thầy thì vẫn cúng dường chứ. Thầy tưởng đâu mấy con chó mèo không đói chết, nay khương thầy cho thầy ăn trước. Món này thầy lần đầu tiên ăn luôn hả? Ừ đúng rồi. Nào cũng ăn nhưng mà cứ bằng thịt bò. Còn cái này bê hôi mà. Món này người nghèo là ít ăn lắm rồi. Vì tại không có tiền. Không có tiền ăn à, không có Phật tiền. Phật tử mua lần hả mấy triệu bạc tôi phải ăn. Gây mà thầy không mạnh sao được. 23.000 người Việt Nam mình chết hết nhờ thầy ăn những cái thịt thú vật này và thầy chống cự với Covid-19 mà thầy sống tới giờ này. Phải không? Giờ thầy còn sống nè. Thầy có mắc Covid đâu mà thầy sợ. Đó, thầy mạnh khỏe, sao mà Covid đụng tới thân thể thì được. Thân thể chậm đã bình an và vô sự. Cắn chưa hết cho nên ăn đã rồi. Đây cay rồi nè. Cay đúng không? Ngon đúng không? Này anh ta làm đây là có cay không? Mua về thôi đây là ngon nhất Sài Gòn đó thầy. Hồi chiều có nhắn tin thầy trước rồi đó. Đúng không? Hôm nay chúng ta sắp Tết rồi, sẽ được nhiều may mắn nhất, nhiều lộc nhất, nhiều quà nhất. Nên các bạn phải thường trực thầy hàng ngày để có gì mới, cái gì lạ, sống công khai. Giống như Tết hôm qua đẹp không? Từ đầu mùa Tết giờ bắt đầu là chuẩn bị, ngày mai là cắm hoa được rồi. Cắm hoa. Ngày này có ai tới với thầy nhiều không? Ngày này có ai tới với thầy nhiều không? Nhiều. Thanh niên nhiều. Thanh niên à? Niên với nhiều công ty. Thầy cảm nhận món mì thui hôm nay như thế nào thầy? Quá ngon và tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh đúng không? Ừ, tuyệt đỉnh. Thứ nhất, thứ một thế giới luôn. Nào giờ ở Thái Lan thì ăn gà chiên, gà nướng, heo nướng, nhiều cái món hải sản là nhiều đồ dầm. Nói bữa trước có mấy người chuyển giới là thay à? Mét 7 Mỹ cao đẹp trai ở đẹp gái chuyển giới rồi. Thầy thấy thầy có thích không? Thích gì? Nhà ông bà gì đến mình cũng mừng. Để cũng quý thích nè. Nào giờ thầy trai 6 muối cao 185 quá nhiều bình thường. Người mẫu diễn viên nam, người mẫu với người mẫu sao muối hồng. Còn các người chuyển giới thì nó tóm gọn họ đến là bình thường,
Chủ yếu họ cua đệ tử thầy mấy sáu mối thôi. Thầy ăn ngon. Còn thầy lâu rồi ai cua được. Ngủ lại cũng không được. Cua. Thầy ăn ngon quá à. Bữa hồi lại nhưng thầy cũng giới thiệu ra khách sạn ngủ. Nhưng mà họ sợ công an. Thầy nói nha, nó không có công an gì, ủa anh nó không có làm báo gì vậy. Báo gì lớn lắm. Tên nước ngoài cũng mà thấy công an chạy trốn. Nó ở 10 ngày. Mà bữa đó thấy công an ta đi đến đi gắm camera cái nó trốn luôn. Ủa là trong chùa thầy là camera gì công an biết hết luôn hả thầy? Công an chỉ quản lý ở ngoài đường hai cái chính thôi. À. Với quản lý cái đường này nữa là mấy chục cái camera luôn á, là 10 cái nhà trọ nữa. Với xung quanh ngõ tư ngõ ba gì có hết ở cái đường 63 này. Dạ. Có mấy trăm mét à? 200-300 mét, ảnh hưởng tới mấy chục cái camera. Quản lý an ninh. Mày mốt là bắt gắn camera ở dưới đường điện lực. Với camera hết cái đường mà Nguyễn Thị 8 nè. Để tất cả đi ra đi vô để ổn định trộm cướp là an ninh trật tự ở địa phương. Dạ. Còn trong đây thì quản lý của chùa. Nhưng mà giờ họ quản lý mình quản lý thôi. Có chuyện gì quan trọng người ta mới xuống. Trộm cướp giờ à. Giờ ta hay lắm. Bây giờ còn mới vừa trong chùa. Bước ra khỏi chùa hay đi ra đường để là có người lụm liền. Rồi mình kết hợp với các kênh YouTube thường xuyên rình rập các ngõ cây góc hẻm khi con họ trộm cướp này kia cái mình quay đừng cho họ thấy núp núp lé lé giống như thằng Nguyễn Minh này nè, nó chơi góc cây góc bụi gì á với nằm đường mương vậy lát nó quay với ai mà ăn hiếp thầy hay chữ thầy cái đầu lát nó tự nhiên có hình vậy mới gửi á. Thầy ăn hết cái đĩa này không thầy? Ngon quá. Trong buổi trưa này ăn ngon quá. Bữa nay buổi trưa nha.